Số chưa có quen, chưa có quen cái môi trường, chưa có quen đời sống trong chùa, thức khuya dậy sớm, chưa có quen nhiều thứ lắm. Mọi cái ăn cơm im lặng là cả một cái khó, tại vì lâu nay mình ăn mình nói, bây giờ ăn thì phải im lặng thì khổ lắm. Thôi bây giờ để cho đại chúng tỉnh ngủ, thôi mà biết quý vị buồn ngủ lắm, thôi ráng tỉnh ha. Giờ có ai trong chúng phát tâm Bồ Đề lên hát cho đại chúng nghe bài cho tỉnh? Thầy. Không, không vào bữa nay không có phát tâm. Giờ trong chúng có ai phát tâm lên hát bài cho vui? Lên liền để hết giờ. Hả? Ai đi? Có Phật tử nào bên Mỹ không? Nếu mà có ban thư ký ở đây, ban thư ký cho Pháp Hòa xin cái danh sách nên năm nay mình được bao nhiêu các tiểu ban về tham dự. Hồi nãy định đi ra lấy mà quên. Giờ có ai xung phong lên hát đi, hát một câu cũng được. Có không? Phật tử địa thôi, quản giác đi. Hát một câu thôi cho đại chúng tỉnh ngủ. Dạ là hát xong rồi ta ngủ luôn. Cô phải ráng lý là cô phải tự giác chứ để thầy phát giác. Thà là mình tự giác còn đỡ hơn bị người ta phát giác. Dạ, rau thôi, không cần nhiều, hát cho tỉnh nè. Rung quá. Để lấy hơi thảy tí. Nào thầy hết hơi. Quán nhà Tây Lầu trong đờ cân, sương lam mờ phủ cấp kinh thần. Đúng quá thầy ơi. Nhờ nó rung, nó có âm điệu. Thiếp nghe
Vừa đổ rồi. Tiếng trống bàn cánh đã điểm lên mấy hồi dục dơ. Đó là lúc chàng rời bỏ vàng son để đánh nhà tu. Giữa chốn rừng sâu lặng lẽ thầy ơi. Được rồi, vui cũng được. Không luôn quá à. Không thì ngồi. Thôi được rồi, để cẩm ngồi với đàn cổ thọ. Thanh cứ về ngồi với cái gối em của Thanh đi. Tỉnh chưa? Nếu mà không tỉnh là xấu cả hát à. Đừng có ham. Biết hát bài gì không? Vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời đây biển mai cồn, tỉnh chưa? Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu một ngày tu học. Thì từ sáng giờ thì mình cũng năm nay mình đỡ hơn phải không? Từ năm nay mình mấy năm trước thì mình cũng khỏe và mình ở tu viện Trúc Lâm. Năm vừa rồi là đầu tiên lên Tây Thiên, cho nên còn rất nhiều thiếu sót và thiếu thốn. Năm nay thì đỡ được chút, hy vọng mỗi năm thì chúng ta có thể vô khuôn khổ 10 khóa rồi. Thì Pháp Hòa có viết một cái bản thảo chưa in thành tập. Cái bản thảo này gọi là Cẩm Nang Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên, tức là những cái hướng dẫn tổng quát và những cái sinh hoạt trong khóa tu. Thì bản thảo này sẽ được đưa đến quý thầy để coi thêm, rồi có thể thêm thắt. Hôm nay Pháp Hòa mượn cái bản thảo này để sinh hoạt với đại chúng trước. Hôm nay coi như là hướng dẫn tổng quát, bởi vì có những vị mới cũng có nhiều, cho nên Pháp Hòa cần nhắc nhở thêm để quý vị khi đi vào khóa tu biết được những cái sinh hoạt. Đây là lời mở đầu của cái quyển Cẩm Nang. Thì Pháp Hòa viết như thế này: đời sống con người vẫn như một dòng sông tuôn chảy mênh mông, như con thuyền lên lên giữa biển mù tơi không biết hướng về, hiện thân một cách mộng mị rồi trôi lăn trong triền sóng vô minh của sinh tử chưa từng phản tỉnh. May mắn thay, Đức Phật xuất hiện vào đời như ngọn hải đăng định hướng cho con thuyền, chấn pháp lôi, kích pháp cổ, chuyển bánh xe pháp, làm án mây lành che nát mười phương, soi sáng con người biết đâu nẻo chánh đường tà, tỏ rõ bờ mê bến giác. Trong lòng từ cứu độ chúng sinh, Phật Pháp đã cung ứng cho chúng ta rất nhiều pháp môn tu tập, tùy bệnh cho thuốc, uyển chuyển độ đời. Cảm nhận được sự khát khao cầu học hạnh xả ly, xuất gia học đạo, mà duyên trần thì quá ư chằng chịt, không phải dễ gì một bước ra khỏi. Xuất gia gieo duyên là cánh cửa phương tiện để mở ra để những ai mong cầu giải thoát trong hiện tại và tương lai.
Truyền thống này được thực hiện trong các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và một vài nước Phật giáo Bắc truyền như Đài Loan, Trung Quốc. Riêng Việt Nam, riêng với Việt Nam, truyền thống này còn khá mới mẻ. Đã 8 khóa tu trôi qua, từ khóa tu thứ nhất 2003 với hơn 30 giới tử tổ chức tại tu viện Trúc Lâm, đến khóa thứ 8 2010 tổ chức tại tu viện Tây Thiên, đã được 250 giới tử mới thực hiện được quyển sổ tay khóa tu nhỏ bé này. Hy vọng giúp quý Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa khóa tu, hầu khi tham dự được nhiều lợi lạc. Sách sẽ được bổ túc theo những ý kiến đóng góp của những thay đổi cần thiết. Đó là cái lời mở đầu của Pháp Hòa cho cái quyển sách nhỏ thôi để làm ở Cẩm Nang. Thì trong này á, Pháp Hòa có chia ra, thứ nhất là ý định nghĩa cái chữ xuất gia gieo duyên, rồi nói về 10 giới sa di, đó là mình list ra như vậy. Nội quy của khóa tu, thời khóa tu tập, chuẩn bị tinh thần và hành lý, ghi danh cúng dường, đi đến đạo tràng và vài phương pháp thực tập. Sau đó thì có nghi thức cúng qua đường vân vân. Thì vị nào đã từng đi xuất gia đêm tham dự rồi đó, thì quý vị đã hiểu hai chữ xuất gia rồi. Hôm nay là mình thực hiện được mới có một nghĩa của ba nghĩa chữ xuất gia thôi. Xuất gia có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia. Nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia. Nhưng mà mình mới được có một nghĩa à, có nghĩa là xuất thế tục gia. Tức là bây giờ mình đi ra khỏi nhà của mình rồi, mình vô chùa mình ở. Ra khỏi cái nhà thế tục, chữ xuất là đi ra, gia là nhà, xuất gia là ra khỏi nhà, không ra bị đuổi, phải không? Mà là vì mình muốn tu học, mình muốn cầu cái hướng thượng, cho nên mình thực hiện được cái nghĩa thứ nhất. Nhưng mà cái nghĩa thứ nhất đó có thể ai cũng làm được. Mà nói ai cũng làm được là phần lớn thôi, chứ cũng còn nhiều người chưa làm được. Giống như mình vậy nè, mình chưa đi được trọn đời, cho nên mình mới muốn đi gieo cái duyên vô trong này để mà học cái cách mà gieo cái duyên để xuất gia. Nhưng mà đó, rồi bây giờ hiện tại mình làm cái chuyện thứ nhất là xuất thế tục gia. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai nó quan trọng hơn, nó lâm ly hơn. Mà không tu là bi đát. Có nghĩa là gì? Xuất phiền não gia, cái nhà phiền não. Mình mới để chai nước đó, ai dời mất tiêu. Mình xí cái chỗ ngồi đó, cho nên mình mới để chai nước tên đang quang à. Vậy mà ta thích ngồi chỗ đó ta dành. Bước tới không thấy chai nước, mà thấy chai nước bị dời tới chỗ khác cũng hơi rồi. Đó, phải không? Cho nên rồi á, cái phiền não là vậy. Nhưng mà phiền não của mình á, nó có hai loại, loại tế và loại thô. Thô á, mà nó biểu lộ bên ngoài, mình làm cho người ta thấy mình đang bực, đang giận. Còn cái tế á, thì nó ngầm ngầm bên trong, không nói ra. Nhưng mà đang ôm bát à, đúng ra là tới cái ghế chỗ đó ngồi à, mà nhán cái giá của cái dáng của cái vị đó, cái mình quẹo chỗ khác. Không ai biết, một mình biết, một mình thấy. Đâu có ai biết đâu. Nhưng mà chính những cái vi tế đó, nó là cái hoặc. Cái hoặc tức là cái phiền não nó in sâu ở trong mình. Cho nên ngã nan mới nguyện phải không? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Nó như một hạt bụi mỏng không thấy. Ngã năng khi mà được Phật cứu ra rồi đó, thì Ngài mới phát cái nguyện: con hy vọng, hy cánh là hy vọng, con sẽ được hoàn toàn. Cái chữ cánh là rốt ráo, là hoàn toàn, trừ được cái lỗi vi tế. Cái thô là có thể bây giờ mình khá rồi đó,
Tại vì dù sao đi nữa mình cũng đi nghe pháp thoại mỗi tuần mà, mỗi năm, mỗi tháng đi bắt quan trai mình có mà, rồi mỗi năm xuất gia giao duyên mình đi mà, cho nên cái thô và có thể trừ bớt được, nhưng mà cái tế cẩn thận. Cho nên phiền não không ai dám vỗ ngực nói tôi giờ tôi hết phiền não, ai chọc tôi cũng biết giận, không dám đâu. Xuống bớt không phải, còn buồn còn giận. Nhưng mà có buồn có giận mới đúng là một con người, một chúng sanh. Nhưng mà cái quan trọng là có cái đó mà nhận ra nó, bỏ được nó, xả được nó, chỗ đó là giác Bồ Tát ngày đó. Bởi vì Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác. Một cái người hữu tình, một cái người cũng phiền muộn giống như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng mà bây giờ là người giác. Sau khi giác rồi thì đem đi giác cho người khác, gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa. Hữu tình giác là một chúng sanh có hữu tình, cũng có tình thức như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng mà đặc biệt hơn là giác ngộ. Nhưng không dừng ở đó, bây giờ lại đi giác hữu tình. Cho quý vị biết á, là mình khác ở cái chỗ là chúng sanh phàm phu trầm luân là phiền não mà không biết mình phiền não, giận mà không bao giờ dám nghĩ là biết, dám nhận là mình giận, khổ mà không bao giờ dám nhận mình khổ. Tại sao? Vì không nhận mình khổ, không dám nhận là mình giận, cho nên sao? Không cầu phương pháp để giải khổ. Còn mình là người Phật tử, mình phải mạnh dạn là nhận mình là người phiền não. Để làm gì? Để tìm phương chữa bệnh. Khác ở chỗ đó. Cho nên mình mới vô đây mình tu nè. Mình vô đây là để mình ở chung với nhau trong 10 ngày này nè. Quý vị biết ở trên bên Trung Quốc á, có một cái núi tên là núi Nga Mi. Ở trên núi Nga Mi á, có một cái tượng Đức Phổ Hiền làm bằng đồng, lớn mà đẹp lắm. Thì ở sau lưng Đức Phổ Hiền cởi một con tượng ngồi trắng, tức là con voi sáu ngà. Thì Đức Phổ Hiền ngồi cầm cái hoa sen, ai đi tới cái chùa Vạn Niên đó, bước vô chùa là gặp tượng Đức Phổ Hiền đẹp lắm, ngồi uy nghiêm trên cái lưng của con voi. Tại sao trong nhà Phật các Bồ Tát cởi những con thú? Bởi vì con voi là tượng trưng cho một loài có sức mạnh, rước được những chiến trận. Thường thường ta đánh giặc ngày xưa ta đi bằng voi. Thì con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh của người tu. Mình phải rước, mình phải xông pha ở ngoài những cái nơi phiền não đó. Trên hình ảnh là con voi. Thì mỗi lần có hoài đi đến đó cái thì quý vị biết không, cái con voi nó cao vậy nè, người ta tới lại ngày xong rồi cái ta đi nhiễu ngày, cái đi tới cái mông của con voi á, người ta rờ lại một cái mà không biết người ta bắt đầu rờ từ hồi nào. Mà bây giờ quý vị đi ngang, quý vị nhìn vô đó sáng chói một cái màu vàng vàng rồng đẹp. Mỗi lần khi có hoài đi ngang cái con voi đó thì có hoài nói người tu mình cũng vậy nè, mình cũng ở, mình ở trong mình là một cái khối vàng, nhưng mà mình bị lớp sơn, một cái lớp sơn bên ngoài. Nhưng mà may mắn người ta đi ngang ta rờ mình cái nhẹ lắm, vuốt ông voi độ cho con khỏe mạnh. Có nhiều người bệnh quá trời quá đất cái cũng tin đó, là lỡ rờ vuốt. Quý vị có thấy kiểu đó chưa? Ông bà con cô Phật tử, cô gọi con nói thầy ơi thầy, cô khóc mà cô nói hồi đó con xin đi vượt biên đi hoài đi không được, đi bảo lãnh giấy tờ trục trặc hoài, con nghe chùa Vĩnh Nghiêm có hai con voi để đằng trước linh lắm, con lại con lại lại voi ơi đá con qua Mỹ cho lẹ. Voi đá con qua Mỹ cho lẹ. Qua tới Mỹ xong hôm thầy khóc, trời ơi trời, giờ không biết con gì để đá con gì cho nhau.
Tại vì ở sống với con sống không nói. Bây giờ bà cô hỏi con nói thầy hồi đó con xin đi qua nước Mỹ, con cầu con voi đá con qua Mỹ. Bây giờ con muốn trở về Việt Nam cầu con gì? Quý vị thấy dễ thương không? Con bà nói trời ơi ông voi nào đá con qua Mỹ đâu, tại con ham Mỹ. Quý vị thấy. Để nói như vậy thì có nghĩa là ý bà muốn nói rằng có nhiều khi á, cái phiền não mà người ta đụng mình á, nó không có thô, nó tế giống như nhẹ người ta rờ cái gì. Có ai lợi dỗ bạch bạch vô cái mông voi đâu. Nhiều cái người ta nghĩ là ông voi mà cởi Bồ Tát, để cho Bồ Tát cởi mà, cho nên kính cẩn lắm, vuốt vuốt nhẹ nhẹ vậy đó, mà vuốt ría cây sơn xiết chỉ tróc hết trơn ra à, mà sáng chói một màu vàng rồng. Trong con người ta cũng có một cái khối vàng đó, nhưng mà không có ai quẹt hết, nó đâu có ra vàng, cho nên phải để người ta quẹt. Để người ta quẹt đây có nghĩa là chị quẹt giùm tôi cái. Anh quẹt tôi cái không cần, cứ tự nhiên vậy thôi à. Mình cứ ngồi yên bất động mà lỡ người ta đi quẹt cái cứ để người ta quẹt, quẹt cho riết, để rồi cái khối vàng mà nó sáng ra. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình vô trong này mình tu với mà. Phong Hòa lo cho quý vị, quý thầy, quý sư cô lo cho quý vị cái ăn, cái ở không chưa đủ, mà lo luôn cả cái đời sống hàng ngày tu niệm của quý vị. Quý vị ông tin, quý vị hỏi chúng ở chùa này này, tụng kinh gần tới ngày tu là có hòa nguyện Tam Bảo gia hộ cho tăng ni tứ chúng tham dự khóa tu, bệnh tật tiêu trừ, phiền não tán diệt. Cái quan trọng là gì biết không? Trên thuận dưới hòa, tấn tu đạo nghiệp, trì chú đại bi, tụng kinh niệm Phật, nhiêu đó thôi. Tại vì Pháp Hòa không muốn quý vị đến đây mà tu không được, nó uổng. Cho nên quý vị nói sao có nhiêu nhai hoài vậy? Dạ thưa, cái đó là quẹt cho cái kia nó sáng. Mình phải khắc phục cái đó, là cái nạn của mình. Còn cái chuyện mà thiếu ăn, thiếu ngủ gì đó, nó chỉ chướng ngại thôi, chứ nó không phải là chướng nạn. Hai cái chướng mình phải rõ. Chướng ngại là cái vật chất ở bên ngoài mình trừ được. Chẳng hạn như đang đi đường về cái gặp khúc gỗ, tiến được, bước xuống xe, dời cái đó ra, cái chướng ngại nó thôi. Cho nên cái đó người ta gọi là chướng ngại vật. Còn cái chướng ngại vật mà dẹp ra rồi, mà cái người kia chưa ra khỏi lòng mình, hay cái phiền muộn gì nó chưa ra khỏi được lòng mình, cái đó là cái chướng nạn. Nạn là gì? Ngày hôm qua có bài giải thích đó. Nạn là cái hiểm nguy, nạn là cái rủi ro. Mình chuẩn bị đi tu, mình đâu có nghĩ là vô đây mình phải ôm một khối phiền não 10 ngày đâu. Tự nhiên giờ tai bay, họa gửi đâu, chùm gửi đâu, nó không gửi nguyên cây chùm gửi phiền não, gửi vô cây thân mình, gửi vô tâm hồn mình. Cho nên rồi 10 ngày mình tu mình không vui, uổng lắm. Cho nên những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng, mà nhắc đại chúng, mà năm nào cũng nói, mà nhiều khi 5 buổi, 6 buổi Pháp Hòa nói chuyện với quý vị thì cũng hồi giống như đá banh, nói hồi cũng vô gom vô cái chỗ đó. Tại vì mình phải trân quý. Quý vị thấy Pháp Hòa mới nói đó, đời sống của mình như những cái con những cái con thuyền lên đơn, không có biết lối về. Cho nên Đức Phật là người ra được, chỉ cho mình ra được cái đó. Cho bây giờ mình đi vô đây mình gieo duyên, phải không? Gieo là gì? Gieo là mình rải mầm xuống. Duyên là tạo cái cơ hội, tạo cái điều kiện cho cái đó nó sanh. Bây giờ đó quý vị thấy không? Đắp y
quý vị nói trời ơi cái gì mà nó lộn thuộm, nó rùm rạm chết đi cả lất về coi à. Bất y có một chút mà qua không được thì lấy gì mà gọi là qua những cái khó nữa đó. Mà khi mà đắp y mà không, đã nói là gieo duyên là như thế này, phải tập đắp cho kỳ được. Mà đắp làm sao mà mỗi lần đắp cái pháp y lên á thì tâm mình phải sung sướng, phải hoan hỷ, phải vui quá. Hôm nay mình được đắp y. Quý vị biết không, tài sản của người tu á chỉ có hai thứ thôi, ba y một bát. Đó là tài sản của người tu. Khi mà mình không còn đủ duyên ở một đạo tràng nào nữa đó, mình từ giả mình đi, mình không có đem gì theo hết đó. Trong cái đải mình là chỉ có ba y một bát. Cho nên y bát như cái đôi cánh của một con chim. Mà bây giờ mình đi tu á, là nó chỉ có nhiêu chuyện là vì mình thích cái pháp y, mình ham cầm cái bình bát mà mình đi thôi, chứ không có gì hết trơn. Cho nên cái đức của người người xuất gia có năm đức. Thứ nhất là phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Đi tu là vì mến mộ đạo pháp, chứ không gì khác. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhị giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cô. Điều thứ hai là bỏ cái xấu, xin lỗi, bỏ cái đẹp vì thích cái pháp y. Hủy, hủy là bỏ. Kỳ hình hảo tức là bỏ đi những cái tướng đẹp chỉ vì thích pháp y thôi. Nhị giả, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cô. Tam giả các ái từ thân vi thích mạc cô. Cái điều thứ ba là đi tu rồi là không có còn coi trọng người này người kia, là không có còn thân sơ. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài lội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả các ái từ thân vi thích mạc cố. Ở đây Pháp Hòa muốn nói cái chuyện là vì thích pháp y. Cho nên á, quý vị biết không, y á, là mình phải đắp y. Đắp xong y rồi là giải y. Áo tràng mình mặc rồi thì chúng ta ra áo. Đó là những cái từ mình dùng. Thì xong rồi thì mình đem lên, mình máng lên, mình xếp lại cho đàng hoàng. Khi đi vào trong nhà vệ sinh nhớ ra áo tràng. Y là ra là chắc chắn rồi, nhưng áo tràng cũng không được mặc vô trong nhà vệ sinh. Trước khi đắp y, rửa tay sạch sẽ. Làm sao mình trân quý được cái lá y của mình thì đó là mình đã gieo duyên. Làm sao mỗi khi mình cầm bình bát lên mình hạnh phúc, mình sung sướng quá. Hôm nay mình được cầm bát, chưa bao giờ mình nghĩ tới, không dám nghĩ tới, được ôm bát. Cho nên bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin nguyện xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Cho nên lúc mà Tây Du Ký, phim Tây Du Ký, Đường Tăng mà tới Tây Phương và thỉnh kinh á, Ca Diếp A Nan ra đòi hối lộ, hỏi muốn thỉnh kinh là có gì đút lót không. Nó nói trời đất ơi, Tây Phương Cực Lạc mà còn ăn hối lộ à? Không có. Ngài Đường Tăng nói dạ thầy trò tôi đi thỉnh kinh đâu có đem gì quý giá theo. Nó không có không? Không có, cho thỉnh kinh, kinh không có chữ. Ta hồi cuối cùng muốn có kinh có chữ, cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát ra. Đưa bình bát ra đổi. Tại sao không đưa cái gì mà đưa cái bát?
Bởi vì cái bát là tượng trưng cho cái vật để đựng thức ăn, mà thức ăn là để phương tiện để sống. Người ta thường nói có thực mới vượt được đạo mà. Quý vị thấy không? Rồi mời quý vị để ý coi, một ngày mình ăn mấy cử? Tụng kinh thì chừng cử, chứ còn ăn phải ba cử đủ rồi. Ngồi thiện cử là quể quải rồi, nghe pháp ba cử là ngáp rồi, mà ăn thiếu một cử chịu không nổi. Đấy là chưa nói tối nay còn cồn cào nữa nha. Nói vậy không có lỗi gì, nhưng mà để nói là đó là chúng ta, chúng ta vướng cái đó. Cho nên bây giờ muốn thỉnh kinh có chữ, kinh có chữ là, có chữ là phương tiện chữ nghĩa để đọc, thì phải có phương tiện đổi lại mới được các bạn. À, mà muốn nương tựa kinh điển để mà tu cũng giống như người tu nương tựa, người đời sống phải có ăn uống. Nhưng mà đặc biệt một điều là mình đi vào chùa nhà Phật mình tu đó, mình là con Phật. Đặc biệt một cái là nhà chùa làm con Phật, là Phật nuôi mình đủ hai thứ, thân và tâm. Lúc nào tới chùa, chùa cũng đãi cơm chay, đó là nuôi thân. Xong rồi lên tụng một thời kinh, nghe một bài pháp là nuôi tâm. Quý vị để ý coi, từ ngàn xưa đến ngày nay, nhiều khi nhà chùa chẳng có gì để ăn, cơm, tương hột hay là chao hay là rau luộc, nhưng mà vẫn đãi cho Phật tử, có đúng không? Đó là nuôi thân. Bởi vì có thực mới vượt được đạo, phương tiện để sống. Cho nên hôm nay cái cánh cửa phương tiện của cái sự xuất gia dây duyên mở ra, và nhờ cánh cửa đó mở ra cho nên mình đi tới. Mình đi tới cái cửa đó rồi, mình đi vào trong cái nhà đó rồi mà mình vẫn chưa hạnh phúc, thì coi như là mình cô phụ cái chí nguyện của mình. Cái chí nguyện của mình là đến đây để mà xuất gia gieo duyên. Mà xuất gia là xuất phiền não, xuất thế tục, xuất tam giới. Cho nên hễ cái gì nó đi tới, nó cái này là phiền não, không đúng xuất gia, phiền não gia xả. Không cần mình biết nó đâu, chỉ cần nhận ra nó xả thôi, nhiều đủ rồi. Giống như xin lỗi đại chúng là làm sao mình giữ cái áo mình khỏi dơ được. Nhưng cái đặc biệt là khi nó dơ mình biết, thấm nước lau chùi liền, đừng để nó dơ hơn. Giống như nước vừa đổ liền lấy khăn chấm liền, đừng để nó lan. Có phải không? Cho nên chính vì vậy mà tại sao Pháp Hòa mới nhắc đại chúng là thấy một chiếc dép méo, mình tự chỉnh, không cần phải đó là chiếc dép của mình. Không cần, dép ai cũng được, nhưng mà không ngay thì mình lại là người chỉnh. Cái đó là cái tu của mình. Cái đó là gì? Đó là độ tha. Còn chỉnh chiếc dép mình là mới tự độ thôi, mà đâu phải là để đi ra ngoài độ ai đâu. Đấy, trước mặt mình đấy nè. Người kia bỏ quên tấm y ở đâu đó, mình thấy tấm y đó, thấy cái áo tràng đó. Của người khác là mình lượm mình đưa rồi, nhưng mà đặc biệt là cái người này mình không ưa cho nên kệ, để ngày mai thầy vỡ bả chơi. Ví dụ vậy. Khi mà cái đó nó khởi một chút lên á, thì mình phải biết rằng cái này là cái mình phải tu. Như vậy mình tự nói với mình, độ tha không có. Chật đi cái câu buổi sáng mình tụng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mấy câu đó mình ứng dụng mỗi ngày được hết. Cho nên á, mình đi xuất gia gieo duyên rồi, cái cách mình nói chuyện với nhau cũng phải gieo duyên. Tại vì sao? Bởi vì nói là người xuất gia rồi, thì từ lời ăn, tiếng nói, hành, cử đều nhất nhất phải theo người xuất gia. Đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, nhớ không? Lời chư tổ nhắc.
sắc đẹp tiếng tà thì chớ có nghe. Không phải người hiền thì chớ kết giao, không phải bậc thánh thì chớ làm bạn. Thời thời thường cúng dường tam bảo, phải sanh tâm cung kính đối với các bậc thượng trung hạ tòa. Ai mà cung kính? Cho nên người tu á, lúc nào đi tay phải cung thủ. Cung thủ phải là cung tay. Cung chữ thủ là tay, chữ cung là trong. Cho nên khi mình đi á, quý vị biết không, đi là hai tay mình phải về, nhất là lúc mà đắp y. Thấy không? Bốn cái oai nghi của người tu quý vị nhớ không? Hành như phụng, đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Cái điều thứ hai là hễ mà đứng hay là đứng thì phải trụ như tùng. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, chung là chuông á, ngọa như cung. Ngọa là nằm, hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Hành, trụ, tọa, ngọa, nói theo tiếng Việt là đi, đứng, ngồi, nằm. Có phải không? Cái đó là bốn oai nghi của cuộc sống con người mà. Bốn cái điều sinh hoạt mà. Không ngồi thì đứng, không đứng thì nằm, không nằm thì đi. Nhưng mà đối với một người xuất gia thì bốn tiêu chuẩn. Hễ mà đi thì phải đi như con phụng. Con phụng là con phượng, đi từng bước, từng bước. Nhưng mà đi tự nhiên, chứ không phải có người rồi bắt đầu mới làm như con phụng. Hồi xưa có một vị tổ, cái này tổ nói à, tổ bữa nay người tu mình á, tu riết cái giống như con công vậy đó. Quý vị biết con công phải không? Khi mà có người thì nó làm sao? Nó xòe cánh ra, nó khoe. Có nhiều người vậy đó, đi tới vừa gặp cái xòe cái ID ra. Biết tôi không? PhD, tiến sĩ gì đó, thí dụ vậy. Cho nên á, một vị tổ mới nhắc mình đừng có làm như con công. Con công nó có bộ 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 lông, bộ cánh nó đẹp á, tới giờ nó tự dương, mà nó dương đúng giờ đúng lúc nó thành ra đẹp. Còn mình không phải là công, mình làm như con công thì nó là con quẹo. Cho nên nó hành như phụng, tọa gì, trụ như tùng. Tùng là cái tùng á, trụ là đứng vững như cái tùng, trụ như tùng. Tọa như chung là ngồi thẳng, ngồi yên. Ngọa như cung, ngọa như cung tức là mình nằm, mình đưa tay, mình tay phải nghiêng nghiêng. Còn mình bây giờ mình á, lúc mình đi á, mình đi là mình hành đúng không? Hành như cung, tại mình cầm cái nón như nghiêng nghiêng. Để chịu không? Để cho người ta có dịp ta làm thơ. Trời ơi, đằng kia nghiêng nghiêng kiếp nén bài thơ. Rồi cái ở đâu đó người ta đi tới, người ta thấy tới gần thấy phát sợ. Ở xa xa thì mình lại mơ. Bốn tiêu chuẩn: hành, trụ, tọa, ngọa, đi, đứng, ngồi, nằm. Tứ oai nghi, cái đó gọi là tứ oai nghi. Bốn cái oai nghi của người tu. Cho nên khi mình ngồi á, là nhớ là mình mở cái vạt áo tràng phía sau ra, để chắc chắn rằng mình không có ngồi trên áo tràng. Rồi cái vạt ở đằng trước á, do mình đau chân, mình ngồi kiểu nào đó, kiểu Thái Lan, kiểu kiểu Lào, kiểu Campuchia gì đó, ở bên truyền thống Nam Tông đó, người ta không có ngồi xếp bằng. Quý vị biết tại sao không? Không phải, tại vì tao quấn xà rong, sao ngồi cái đó.
hiểu không? Người ta cái xin lỗi là cái quần của người ta là quần một ống, còn quần của mình là quần hai ống. Cho nên quấn xà rong xong rồi xếp bằng, cho nên quấn xà rong xong rồi ngồi chiều thôi. Không, cho nên duỗi hai cái chân. Cho nên quý vị để ý coi, những cái hình mà ta vẽ các vị đệ tử đến hầu Phật á, mà ta vẽ đúng truyền thống ngày xưa Ấn Độ rồi đó, ta ngồi hai chân duỗi về một chỗ rồi chắp tay, chứ không có ai ngồi xếp bằng hết á. Phải không? Xếp bằng là mình ngồi. Nhưng mà mình ngồi là tại vì mình thường ngồi thiền, mình ngồi mình tụng kinh, cho mình ngồi vậy. Cho nên phải chế cái áo tràng. Chữ tràng là gì? Tràng là dài, áo dài chứ gì đâu. Tràng hay áo trường cũng được. Dài để làm gì? Để che thân, giữ cái cung kính. Cho nên đắp y rồi, tự cái tay của mình này, chỉnh cái cổ lại, chỉnh cổ áo lại. Nhớ mặc áo tràng khi đắp y nha. Có nhiều khi gấp quá để nguyên áo giặt hò. Có ai bị chưa hả? Chưa phải không? Bị chưa? Ông mới có ngày đầu bị rồi. Rồi vậy là siêu lắm á. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng là cái đó là cái vấn đề đắp y ha. Cầm bát, cầm bình bát đi tới trại đường lấy thức ăn rồi đi thẳng ở dưới trại đường khúc cuối ngồi, để đừng có block những cái khúc đầu, đi thẳng dưới ngồi. Rồi ngồi xuống rồi thì bây giờ ở đó đó, nếu mà hôm nào mà cái sân nó dơ hay cái sàn nó ướt thì mình phải nhớ vét y lên để nó dơ. Khi mình để cái bát á, nhớ là cái bát á là nó có cái mẻ ở trên cái miệng bát để mình để cái muỗng đó. Thì người mà có để ý á, là luôn luôn cái đó nó phải đi về tay mặt của mình. Còn nếu mà cầm cái bát đi ngang Pháp Hòa mà cái miệng cái muỗng nó chĩa ra ngoài là biết không có để ý. Không để ý lắm à. Giờ khoe thiệt vậy đó. Cho nên người nào mà quý vị thấy Pháp Hòa bắt gặp mấy lần mặc áo giặt hò sắp y để làm gì? Đâu phải ông này cũng soi mói dữ, không phải. Bởi vì muốn quý vị gieo duyên mà không nhắc thì cái duyên nó đâu có được gieo. Cho nên 10 ngày này Pháp Hòa để ý, mà không phải Pháp Hòa không đâu, quý thầy quý cô nữa. Cho nên lúc nào cũng vậy, cầm cái bát là cái tay á, nó phải ở tay phải của mình. Còn lát nữa đó, cái muỗng ăn đó, nằm tay phải. Còn cái chuyện mình ăn tay trái là chuyện của mình. Không, nhưng mà lúc nào cái muỗng nó cũng về cái tay phải. Còn lát nữa mình đổi tay mình ăn, không sao. Ăn xong rồi ngồi yên đó, cái bát của mình ăn canh á, ăn hết canh rồi để đó, thì ở trước mặt mình đó, có bình trà. Ngày mai có bình trà, mình mới lấy cái bình trà đó, mình rót một miếng vô trong cái chén đó đó, để mình dùng thay thế cho cái chung. Xong rồi thì mình mới rửa sao. Là đại ý là như vậy. Ngày xưa đó, là cái cơm đó, đáng lý là mình phải đổ nước vô trong cái bát ăn cơm của mình là mình tráng. Cái đó người ta gọi là tráng bát. Không, tráng bát xong rồi mới trút hết những cái thức ăn còn dính lại trong cái bát đó ra cái chén rồi mình uống cái đó, nó nhiều vitamin hơn. Nhưng mà ngày xưa đó, thời Phật á, thì cái đó đem đổ dưới gốc cây cho chim muông ăn, cho những con vật ở dưới lòng đất ăn. Cho nên có cái bài kệ rửa bát. Và bây giờ mình không có rửa bát như vậy nữa, thì mình có thể cho miếng nước trà vào cái bát của mình, xong mình lấy cái muỗng mình tém tém, mình cái đó rửa rồi mình cho vô trong cái chén đó mình uống. Biết tại sao không? Vì không muốn phí hao những hạt cơm, những cái gì nó còn dính lại trong cái bát. Kỹ như vậy đó. Cho nên mình mới đọc cái điều quán nguyện thứ hai đó: xin ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn. Mình biết ơn, mình thấy cực khổ thì mình không có phí. Mà muốn không có phí thì ráng ăn cho hết.
lấy nhiều nhiều lên. Hồi trưa lấy ít quá, dư nhiều quá. Hồi trưa quý vị ăn no không? Hình như là mắc cỡ phải không? Có mắc cỡ không? Không, mà sao thức ăn còn dư dữ vậy? Không có, nấu ít lắm. Chắc tại nãy tụng biết thực biết thủy. Thì Pháp Hòa nói là bây giờ đó, cái chuyện đi lấy thức ăn, bây giờ mình cúng dường á, mình cái những vị mới để ý, cái bàn tay trái của mình là mình co lại, mình bắt cái ấn Tam Sơn. Ấn Tam Sơn là ấn ba ngọn núi nè, ngón giữa ngón áp út co lại, xong rồi mình mới để cái bát trên cái ấn này nè. Còn nếu mà quý vị, cái bát của quý vị mà bị nóng á, thì quý vị xếp tờ giấy lại, quý vị để dưới nước bát vậy nè, không rồi quý vị mới để lên cho nó đỡ nóng đi. Thì xong rồi khi bát của mình nâng lên khỏi cái mí mắt của mình và bên tay phải bắt ấn cúng dường, cái bàn, tại sao mình phải để khỏi tầm miệng và khỏi mí mắt? Bởi vì cái cơm này đó mình sắp sửa dâng lên cúng cho Tam Bảo, cho nên nếu mình để dưới tầm miệng là cái hơi trong miệng mình nó chưa đủ thanh tịnh để làm cho thức ăn tên thanh tịnh cúng dường. Hiểu ý không? Cho nên mới để cái bát cơm không được dưới tầm miệng, nhưng cũng không được dưới tầm mắt, là bởi vì con mắt của mình nó nhìn sắc, nó đắm nhiễm. Cho nên trong khi mình cúng chén cơm đó hoàn toàn thanh tịnh mà không để con mắt mình nó gá vào trong cái món ăn đó. Tại vì trong khi mình cúng đó, cái mình nhìn bữa nay gọi đu đủ nè, xào nè, tàu hủ kho nè, trời món cái tôi thích quá là tôi lết quá. Quý vị thấy chữ tổ hay không? Hiểu ra rồi thương tổ quá, thương quý ngài. Quý ngài lo cho mình từng chút vậy đó, lo mình dâng bát cơm lên mình nói cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường cho Phật ha, xong rồi cứ cúng trai nữa, Bồ Tát. Bồ Tát xong rồi gì nữa? Thượng cúng hả? Cặp chư Bồ Tát á, Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật gì đó, cúng dường hết. Cho nên vì muốn cúng dường trọn vẹn, cho nên sợ mình hơi miệng mình chưa đủ tinh khiết, sợ con mắt của mình nhìn cơm mà mình sanh tâm vẫn vơ, cho nên trên mí mắt. Vì vậy mà quý vị ráng học thuộc cái bài kinh cúng qua được, ráng học cho thuộc, nhét vô dễ nhớ lắm. Mình có ba thân nè, pháp thân, gì nữa, báo thân, hóa thân, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên ba ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba thân không, sau Phật đó rồi cái mình nhớ lại tiếp là sau Phật Thích Ca là tới Phật Di Lặc tương lai hạ sanh, cho nên mình nhớ đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, sau Phật Di Lặc là tới Phật Di Đà, sau Phật Di Đà rồi thì thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhiều Phật quá, liệt kê ba vị tượng trưng thôi. Thích Ca là hiện tại, Di Lặc là tương lai, Di Đà là quá khứ, rồi thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, bắt đầu tới Bồ Tát. Thỉnh ba vị Bồ Tát tiêu biểu: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba vị tiêu biểu thôi. Rồi mình mới nói chung nè, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Tam Đức Lục Vị, cúng Phật Cập Tăng. Thấy không? Cúng chung ba đức sáu vị, tức là nói là chén cơm này của con đang dâng lên đây nó gồm có đủ ba đức và sáu vị, con xin dâng lên cúng Phật và Tăng. Pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường, không có phân biệt, phổ đồng cúng hết. Nhược phạn thực thời, nếu đến giờ ăn, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh thiền diệt vi thực, lấy cái thiền định
vui, lấy cái vui thiền định làm món ăn, là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, nghe pháp mà vui. Cho nên này mình ở trong chùa mình tu sướng, được nuôi thân no, ngày ba buổi ăn, tâm thì ba buổi giảng, điêu ráng, phải không? Đó là chưa tính hai thời kinh nữa. Cho nên cái thời khóa nó liên tục như vậy, nó giống như một sức mạnh. Cho nên hôm nay quý vị vô đây, quý vị với nhau là gì biết không? Đạo lưu, quý vị là đạo lưu với nhau đó. Chữ lưu là gì? Chữ lưu là lưu xuất liên tục, không có dừng nghỉ. Đi như vậy đó. Ví dụ như nước, mà nước nó đi liên tục ta kêu lưu thủy. Rồi bây giờ mình đi vô trong này là đại chúng ta trôi đi như vậy, là mình phải đi như vậy thôi. Tới giờ người tụng kinh mà chuông báo rồi là đại chúng đắp y, người ta hướng về, tất cả mọi người hướng về thiền đường chánh điện, là mình cũng phải đi theo cái đó, mình cũng lưu theo như vậy. Cho nên mình hôm nay là nhập lưu, chứng được sơ quả, hạnh phúc không? Mới tụ con sáng chứng nhập lưu. Mình nhập lưu tới mình vào dòng, mình không có làm ngược lại được. Ta mặc áo tràng, mình mặc đồ bộ. Tới giờ ta mặc đồ bộ mình vẫn y đi vòng vòng. Ví dụ vậy đó. Dĩ nhiên đâu có ai như vậy, nhưng thế mà như vậy thì không phải nhập lưu. Cho trong chùa mình có cái hay là mình sống chung với chúng, tu chung với chúng. Cho nên một cái mình thống nhất được thì mình sẽ thống lý đại chúng được. Mình thống lãnh được bản thân mình thì mình mới có khả năng thống lãnh đại chúng. Cho nên mới tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Mình hỏi mình thống lý được mình chưa? Thống lý được mình thì thống lý được đại chúng. Tại vì một người mà thống thì đi vào đây là tất cả cùng thống, thống lý. Ở trong này á, hôm nay Pháp Hòa chỉ sinh hoạt với đại chúng cái phần sơ khởi về ý nghĩa xuất gia, thời khóa. Thì bây giờ Pháp Hòa nói tại sao Pháp Hòa chọn ở đây á, bao nhiêu khóa rồi. Cái thời không vu sáng á, thay vì mình tụng lăng nghiêm như thường lệ đó, thì ở đây lúc nào cũng lại sám hối. Bởi vì theo Pháp Hòa đó, và chư tổ cũng thường dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là những người rất là nhiều nghiệp chướng. Chữ chướng là nó ngăn ngại mình. Vô trong này tu 10 ngày thôi mà nếu nghiệp chướng nặng á, cũng khó tu lắm. Có nhiều khi á, cái nghiệp của mình á, là mình nghe pháp không được. Mặc dù mình cũng vô vậy mà mình nghe giảng không vô. Tới giờ tụng kinh mình buồn ngủ mà thả ra cái mình tỉnh. Rồi tới giờ ta ngủ mình thức. Tới giờ ta nghe pháp cái mình lim dim. Thí dụ vậy, hôm nay là khác à. Hôm nay về tối qua quý vị mệt, chưa quen. Pháp Hòa nhìn xuống, Pháp Hòa thấy những cặp mắt đồng tình. Sao? Rất là vui, dễ thương lắm. Sao? Cái đó là mình sống tự nhiên, sống hồn nhiên. Tại vì tổ dạy mình đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Mình làm đúng ý tổ ha? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cho nên xin thưa đại chúng là đó là những lời Pháp Hòa nhắc nhở ngày đầu của khóa tu, chứ chưa có học hành gì hết. Sám hối đi. Rồi mỗi ngày quý vị sám hối, năm ngoái là sám hối trong Lương Hoàng Sám cái phẩm thứ quyển thứ 5 và quyển thứ 6 có tên là Giải Tỏa Oan Kết. Năm nay mình sám hối hai quyển đầu, trong đó có phần tự tin phát nguyện đến ngày cuối cùng sẽ là hồi hướng. Bởi vì trước khi á, chư vị mà tổ sư mà soạn cái quyển sám pháp đó, các ngài cũng sắp xếp hết.
cái ngày sắp xếp nó có tình tự hết. Cho nên năm nay mình sám hối hai quyển đầu, nó cũng đầy đủ một phần tu, trong đó có phần quy y Tam Bảo, phát nguyện hồi hướng và phần tự tin. Rồi sau đó có cơ hội nữa thì chúng ta sẽ nói rõ quả báo. Sau khi mà kết thúc được cái phần sơ khởi của vấn đề tu hành rồi đó, bắt đầu mình nhận rõ quả báo. Từ khi nhận rõ quả báo đó, chúng ta bắt đầu lại thế cho sám hối, rồi bắt đầu lại thế cho cha, cho mẹ, cho cha mẹ đời trước, cho sư trưởng. Hầu như một cái quyển cuối cùng, quyển thứ 10 đó, là lại thế cho biết bao nhiêu người. Cho Pháp Hòa thường hay dùng cái pháp sám hối. Cho đây Pháp Hòa cũng khuyên đại chúng sám hối. Mỗi khi quý vị quỳ trước bàn Phật mà quý vị lễ một danh hiệu Phật xuống đó, thì quý vị tự trong tâm phát nguyện ba điều: lại xuống nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Cứ mỗi lần mình lại xuống thì mình cứ đọc một trong ba câu. Ví dụ cái lễ đầu tiên mình lại xuống nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, rồi lá cái mình lễ danh hiệu Phật thứ hai thì mình nguyện cho con giải vô lượng oan nghiệp, lá mình lại cái lại thứ ba xuống mình nói nguyện cho con tập vô lượng phước đức. Năm nay á, mình ở trong cái mùa Vu Lan, cho nên buổi chiều á, trước khi công phu thì chúng ta có phần tụng kinh Vu Lan. Thì đó là những cái gì Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng. Pháp Hòa sẽ nói thêm vào ngày mai. Bây giờ mình hết giờ rồi. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Năm tới đó, vị nào có ý định muốn đi tham dự khóa tu đó, thì Pháp Hòa khuyên quý vị là trước đó ít nhất 3 tháng phải ở nhà lại sám hối. Lại sám hối nguyện cho con tiêu trừ nghiệp chướng đầy đủ thuận duyên. Tại vì nếu mà mình nghiệp chướng còn mà thuận duyên không có đó, vô trong này có nó bệnh, nó mệt, nó làm đủ trò hết trơn á, nó chướng mình mà. Cho nên quý vị biết không, quý vị đừng có sợ con cái mình nó đi tu. Có nhiều người không dám cho con đi chùa tại sợ nó đi tu. Không phải dễ tu đâu đó. Mình vô đây nè, vô trong này 10 ngày rồi biết tu dễ hay tu khó. Cho nên không phải đứa nào nó vô chùa nó tu, nhưng mà mình cho nó vô chùa để nó gieo cái duyên vậy thôi. Chứ còn quý vị biết không, đi vô trong này tu rồi thì quý vị mới bắt đầu phát tâm, nhiều nghịch cảnh, nhiều thử thách. Cho nên ai đi tu lần đầu á, nhớ là Pháp Hòa biết thỉnh thoảng quý vị sẽ khởi một cái ý niệm là sao nó dài quá, mệt quá, và thậm chí có người chán nữa. Nhưng mà phải lướt cái đó. Lướt được cái đó thì mình mới thắng. Cái đó là thù thắng hạnh. Mình mới đọc đó, xuất gia công đức thù thắng hạnh. Mình làm cái gì mà mình vượt được đó thì nó đều là thù thắng hạnh hết á. Thí dụ như thế, bố thí công đức thù thắng hạnh. Tại vì sao? Vì đâu phải ai cũng làm được việc bố thí. Rồi mỗi một lần mình nhẫn được ai cái mình cũng có thể nói sao? Nhẫn nhục công đức thù thắng hạnh. Thù thắng là gì? Thù thắng là nó vượt hơn tất cả những cái bình thường. Nó là cái hạnh, nó là cái việc làm mà nó vượt cách đó, cho nên gọi là thù thắng. Cho nên trong nhà Phật quý vị thấy cái việc gì mình làm mà nó bất khả tư nghị, nó không phải bình thường nữa, thì là mình
thế chữ đâu vô liền. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Ủa có gì đâu thù thắng hạnh? Tại vì có những người ngồi tụng không có được, ngồi 5 phút thôi là ngáp chảy nước mắt, ngáp mở miệng luôn mà thả ra cái tỉnh ra. Mà mình ngồi mình tụng được thời kinh tiếng tiếng rưỡi, đó là tụng kinh công đức thật là thù thắng hạnh. Cho nên việc gì mình làm được cũng đều thù thắng hạnh hết, tại vì không phải dễ ai mà làm được. Thì mình làm được thì quá là thù thắng. Có nhiều người niệm Phật một câu niệm cũng không nổi, mình niệm được tiếng hồ, đó là thù thắng hạnh. Chữ hạnh là việc làm, việc làm này thật là thù thắng. Tại sao thù thắng? Vì không dễ làm, không dễ, không phải ai cũng làm được. Mà cái thù thắng hơn nữa là gì? Là làm từ thân tới tâm, không phải làm hình tướng. Cho nên mình vô đây mình tu không có hình tướng, ai coi đâu mà hình tướng cho người ta tu, khoe với người ta nó tu tu. Dám nói tôi đi tôi chỉ mong tôi có cái y màu nâu, tôi chụp xong tôi đem về tôi khoe, thì nó tôi đi tu rồi. Không phải vậy. Muốn khoe thì cứ khoe, không sao hết. Thấy không? Nhưng mà cái quan trọng là khi mình tu đó, nó thật sự nó xuất phát từ cái tâm của mình ra. Hồi sáng này có một Phật tử mà quy y có gọi là pháp danh là Từ Bích vậy đó. Chữ Bích là một viên ngọc xanh, Bích là xanh, xanh biếc, xanh trong. Lòng từ này không phải chỉ ở hình tướng, mà nó từ ở bên trong. Cho quý vị biết không, nếu mà quý vị tụng kinh mà quý vị khóc theo lời kinh, đó là quý vị đạt rồi. Đạt nghĩa là gì? Là vì lời kinh đó nó thật sự nó đã thấm mình rồi. Có những bản văn Pháp Hòa đọc từ hồi nhỏ mà đến bây giờ đọc Pháp Hòa vẫn cảm xúc. Quý vị thấy Pháp Hòa đọc năm lời quán nguyện đọc bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà cứ mỗi lần đọc là cảm xúc. Tại vì Pháp Hòa thấy từng lời từng chữ ở trong đó hay quá, nó bao hết, nó gồm hết những cái ý tứ của một người tu ở trong đó. Cho nên quý vị để ý đi, cái câu mà lưới đế châu ví đạo tràng đó, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời đó, cái câu đó nó hay vô cùng. Vì một cái mà nó có thì nó ảnh hiện lên những cái khác. Cho cái câu mà lưới đế châu là một cái màn lưới mà giống như thủy tinh vậy nè, nó có hàng ngàn cái crystal, cái chân châu. Chỉ cần mình đứng một người mình đây thôi thì một người này mình sao? Nó dội vô 1000 cái viên châu đó. Kinh Phật cũng thế, mình thông được một thì mình thông được cái nhiều. Cho nên nhất hạnh cũng là vạn hạnh. Một việc làm mình làm, nhưng nó cũng bao gồm cả vạn việc làm. Pháp Hòa nói ví dụ, chỉ cần quý vị tịnh khẩu nghiệp cho quý vị thôi, cho bản thân mình thôi, hàng ngàn người lợi lạc. Tại vì hồi xưa mình nói, nhưng mà nói nhiều lắm, mình nói mà rốt cuộc rồi gây biết bao nhiêu phiền muộn, đa ngôn đa hóa. Cho bây giờ tịnh được cái bản thân khẩu nghiệp của mình thì vạn người khác được rồi. Cho nên mình mà tu hành á, một người mà làm lành thì những người khác nương theo đó. Cho nên cái câu mà lưới đế châu ví đạo tràng là vậy. Mình chỉ là một, nhưng mà mỗi người là một thì kết lại thành ra một cái lưới, lưới đế châu. Thấy không? Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Có một Phật ngồi đó hả? Vậy mà bây giờ nhìn lên cái kia thì cũng thấy cả mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, thấy không? Trước bảo tọa thân con cũng ảnh hiện, chứ đâu phải chuyện thường. Thì bây giờ con chỉ làm một việc thôi,
cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Thôi hết giờ, mời đại chúng hồi hướng. Cái lịch trình quý thầy giảng giờ nào của mỗi ngày đó sẽ được niêm yết chiều hôm nay. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng